Huỳnh Thanh Duy hả? Huỳnh Thanh Duy không biết có là con với Huỳnh Đi Dũng không, chứ Huỳnh Công Tân là cháu của Huỳnh Đi Dũng rồi đó. Nên phiên tòa xét xử này tôi với cô thẩm phán không quen biết, cho nên khi mà cô không cho tôi nói thì tôi nói dạ thôi rồi rồi, cảm ơn cô, là tôi đang nói chuyện với cô thì tôi cảm ơn cô. Thì lúc đó cô lại sửa tôi, bà thay đổi là cách xưng hô, bà chỉ nói là hội đồng xét xử chứ không được gọi cô gì gì nữa. Dạ, xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, thưa quý vị, hôm nay tôi cũng quay lại xin phép tất cả các bà con cho tôi chia sẻ những cái quan điểm của mình liên quan đến cái câu chuyện mà cô Đinh Lan, cô có những cái lời lẽ mà cô lên tiếng để mà phán biện lại cái phiên tòa phúc thẩm đó. Đây là một trong những cái thì tôi cũng cảm thấy rằng rất đáng quan ngại. Sau những cái lời chia sẻ của cô là một trong những cái điều cực kỳ quan ngại. Và bà con nào theo dõi chương trình thì vui lòng cho tôi xin một like. Bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh. Và mời bà con cùng tôi nghe những cái lời mà cô Đinh Lan này cô chia sẻ trong cái phiên tòa hôm đó như thế nào. Và chúng ta cùng nhau tranh luận cái vấn đề này bà con nhé. Cho nên cũng quá nạt như vậy, cô sai đó. Cô hỏi người ta mà cô không cho người ta trả lời. Mọi người cứ coi lại cái đoạn clip. Cô hỏi người ta, ta không trả lời. Tới hồi ta trả lời mà thấy nguy hại cho người khách hàng, cái tự nhiên ông thẩm phán Phan Đức Phương hay là bà thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên cũng đều chẳng nhắc lần nữa. Ủa, tôi đang trình bày trong vụ án luôn á, đang hỏi với tôi là kháng cáo về vấn đề gì. Thì tôi nói tôi kháng toàn bộ vụ án liên quan đến tôi. Thì cô thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên thì bảo rằng bà kháng toàn bộ cái bản án, trong đó cả 10 người. Cái bắt đầu tôi mới nói không, tôi kháng cáo liên quan đến tôi thôi. Thì đầu sợ tôi nói ra, tại vì có phòng báo chí người ta nghe. Cái bắt đầu bấy, trời ở đâu ra vậy, phiên tòa xét xử gì mà thẩm phán một cái tòa rất cao mà cứ quát nạt người ta như là ngoài trời vậy, thẩm phán. Thưa quý vị, đó là những cái lời mà cô Đinh Lan này cô chia sẻ trong cái phiên tòa hôm đó. Tuy nhiên tất cả những cái vấn đề thì bà con cũng đã xem rất nhiều cái clip mà liên quan đến cái phiên tòa hôm đó diễn ra, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng trong cái phiên tòa phúc thẩm vừa qua, cô Đinh Lan cô có những cái chia sẻ là nó hơi lan man. Nếu mà cô kháng cáo thì cô tập trung vào những cái nội dung mà cô đã kháng cáo trong cái đơn kháng cáo. Cô kháng cáo vấn đề gì thì cô tập trung vào vấn đề đó. Tòa người ta không phải là một cái nơi để người ta nghe cô trình bày những cái việc nó không nằm trong kể như là cái nội dung kháng cáo. Những cái nội dung kháng cáo mà cô đưa ra, cô phải là trình bày nó mang tính chất là xúc tích mạch lạc, ngắn gọn mà nó lại đầy đủ ý nghĩa. Chứ tôi thấy rằng trong cái phiên tòa hôm đó, cô lại là đưa ra những cái quan điểm cá nhân, nó diễn ra ngay tại phiên tòa. Đó là cô có những cái lời lẽ cô kể như là chất vấn. Đây không phải là một cái buổi mà kể như là biểu diễn thời trang, mà sáng mặc một bộ, chiều mặc một bộ, đúng không? Đây không phải là thế này, đây không phải là thế kia. Tôi hỏi rằng cái vấn đề đó nó có nằm trong cái đơn kháng cáo của cô hay không, hay là đây là một trong những cái vấn đề mà cô nhìn về chị Nguyễn Phương Hằng cô cảm thấy là nó không ưng con mắt, cho nên cô có những cái lời lẽ mà cô lại là nó bộc phát ngay tại phiên tòa, đúng không ạ? Cái này nó đâu nằm trong cái nội dung kháng cáo. Và trong câu chuyện cái chị Nguyễn Phương Hằng, chị có đeo kể như là những trang sức hay là chị có gắn những cái hạt kim cương vào cái răng, nó cũng không ảnh hưởng đến phiên tòa. Vì xin thưa quý vị đó, chị Nguyễn Xuân Hằng tránh qua là bị kể như là chớ tài của pháp luật một số cái vấn đề, chứ không phải là chị là một trong những người mất đi cái quyền công dân. Xin thưa, quyền công dân của mọi con người không bao giờ mất đi. Quyền công dân của mọi con người được pháp luật bảo vệ. Chính qua bây giờ chị Nguyễn Phương Hằng chị vi phạm thì chị đang bị kể như là pháp luật
là người ta kể như là có những cái hạn chế. Ví dụ như chị vào cái khu vực trại giam đó, thì chị kể như là chỉ khu vực là ở trong đó thôi, không có đi ra cái nơi khác. Mà muốn ra khỏi nơi khác thì cũng phải có triệu tập của tòa nè, hoặc là cũng phải có những cái nơi mà người ta chấp pháp, người ta có những cái gọi là cái giấy triệu tập thì chị mới được rời khỏi. Đấy là một trong những cái hạn chế sự đi lại. Thế còn quyền công dân của người ta vẫn bình thường à, quyền công dân của người ta thì nó luôn luôn nó tồn tại, không bao giờ mất đi à, cho nên cô lên nó trợ cô hỏi có nhiều cái vấn đề tôi cảm thấy là nó không có phù hợp, nó không phù hợp. Và những cái vấn đề cô đang chia sẻ trong cái phiên tòa hôm đó là nó nằm ngoài cái nội dung cô kháng cáo đó. Cô cũng đã trình bày, cô kháng cáo là những cái vấn đề gì, và cô cũng đã trình bày ba cái vấn đề, ba nội dung chính là cô kháng cáo đó. Và những bà con nào đã theo dõi cái clip đó thì chắc là bà con còn không lạ. Huỳnh Thanh Duy hả? Huỳnh Thanh Duy không biết có bà con với Huỳnh Đi Dũng không, chứ Huỳnh Công Tân là cháu của Huỳnh Đi Dũng rồi đó. Nên phiên tòa xét xử này tôi với cô thẩm phán không quen biết, cho nên khi mà cô không cho tôi nói thì tôi nói dạ thôi rồi cảm ơn cô, là tôi đang nói chuyện với cô thì tôi cảm ơn cô. Thì lúc đó cô lại sửa tôi à, bà thay đổi là cách xưng hô, bà chỉ nói là hội đồng xét xử chứ không được gọi cô gì ở đây cả. Cái vấn đề mà cô chia sẻ là cô đang trao đổi trước tòa chứ không phải là cô đang nói chuyện ở một nơi nào đó, cho nên cái câu chuyện mà thẩm phán nhắc nhở cô là không có cô có chú gì ở đây mà phải xưng là hội đồng xét xử thì tôi nghĩ hoàn toàn hợp lý, chứ nó không có cái gì mà để cho cô phải là cô lên đây cô thắc mắc, cô lên đây cô phải bực dọc. Trước tòa không có câu chuyện cô gì chú bác, trước tòa chỉ có xưng tôi hoặc là bị cáo và phải là kính thưa hội đồng xét xử, vì đây là nguyên cả một hội đồng chứ không riêng gì ai, đúng không ạ? Nguyên cả một hội đồng chứ không phải riêng gì ai. Mình đang trình bày dưới một người đại diện trong hội đồng xét xử đó. Mình đang trình bày với một người đại diện trong hội đồng xét xử, người ta đặt cái dấu hỏi cho mình, đúng không? Chứ đâu phải mình đang trình bày mang chắc là cá nhân, mà mình đang trình bày trước hội đồng xét xử, mà một người trong hội đồng xét xử người ta đặt cho mình những cái câu hỏi thì mình trả lời. Mình trả lời lan man quá thì cũng không được, cái thời gian phiên tòa có hạn, đúng không? Mình phải trả lời những cái câu trả lời nó phải là xúc tích, mạch lạc, ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa, là một trong những cái mình cũng phải nên có những cái mà học hỏi. Đằng này người ta kể như là có những cái người ta nhắc nhở mình rồi đó, mà mình vẫn còn kể như là không chịu sửa kịp thời, đợi người ta nhắc nhở lần hai lần ba, rồi bây giờ về nhà rồi cô cảm thấy là cô bực dọc, về nhà cô cảm thấy là bức xúc, cô đặt ra những cái nghi vấn, có phải là bà con âm này bà con âm kia hay không. Cái câu chuyện đây là đã là một hội đồng xét xử thì cô biết rồi à, chứ đâu phải là cái cá nhân một người mà đứng ra xét xử mà bảo rằng cái sự thiên vị. Đã là hội đồng xét xử thì người ta căn cứ tất cả à, dù có xét xử ở phiên tòa nào đó, người ta cũng căn cứ vào tất cả các quy định pháp luật à, người ta căn cứ vào những cái lời khai của những người trong cuộc, căn cứ vào trong cái quá trình điều tra à, rồi kết luận điều tra à, rồi người ta xét xử. Đằng này cô cảm thấy là bức xúc, rồi bắt đầu là cô về, bắt đầu là cô đưa ra nhiều cái câu từ, cô đưa ra nhiều cái luận điệu mà cực kỳ nó thật sự nó không có một cái gì mà để cho người ta cũng phải là xem trọng cả. Đây là cô về nhà cô đưa ra cái quan điểm cá nhân của cô, chứ thật sự là từ trước giờ cô cũng chưa có hiểu cái quy tắc mà ứng xử và xưng hô trước tòa như thế nào, đúng không ạ? Cho nên cô về cô cảm thấy là cô cay cú, cô bức xúc. Dạ dạ, cô không biết về cái văn hóa xưng hô ứng xử hả? Tôi đang nói chuyện với cô, chứ bây giờ tôi nói cảm ơn hội đồng xét xử hả? Dù gì vậy tôi đang nói chuyện với cô giải thích cho tôi hiểu ok. Tôi nói tôi cảm ơn cô, chứ bây giờ tôi đang nói chuyện với cô, tôi cảm ơn hội đồng xét xử. Ủa hội đồng xét xử đâu có nói chuyện với tôi, mà tự nhiên tôi phải thay đổi cách xưng hô. Tuy theo trường hợp tôi gọi,
cô đang nói sai nữa, cô sai, cô nói sai nữa. Trong phiên tòa không được nói chuyện riêng. Đó. Trong phiên tòa là mình tập trung vào chuyên môn, mình xem thử là phiên tòa hỏi mình cái gì, rồi mình trả lời cái chi. Trong nội dung mình kháng cáo, hay là trong cái nội dung mà tòa án kết luận, hay là trong cái nội dung mà cái như là bên mà cơ quan cảnh sát điều tra người ta đã có những cái kết luận, mình phải tập trung vào chuyên môn. Cái người nói chuyện với cô là cái người đại diện trong cái hội đồng xét xử, người ta là hỏi cô và nhắc nhở cô, hỏi cô những câu mà nó liên quan trong vụ án, nhắc nhở cô những cái vấn đề mà cô nói lăng man, cô nói sai, cô nói không đúng trong trọng tâm của là cái buổi xét xử hôm đó, thì người ta được quyền nhắc cô thôi, đúng không? Mà người ta nhắc là với cương vị gì? Với cương vị là đại diện của một người trong hội đồng xét xử. À, người ta nhắc cô bị cáo phải như thế này, như thế kia, như thế nào, ví dụ vậy. À, người ta chấn chỉnh lại để chi? Để mà đôi bên mà phải có một trong những cái mà cái trọng điểm với nhau để mà hướng về đó, để mà giữa làm việc, giữa xử lý. Cô không biết cái cách mà cái như là ứng xử trước tòa, thì cô cũng phải ít ra đây là một trong những cái cơ hội này. Một trong những cơ hội là cơ hội học hỏi, đúng không ạ? Cô học hỏi cái cơ hội này để biết đâu chừng sẽ có lúc cô áp dụng thì sao, sẽ có lúc cô kể như là cô hiểu rõ hơn, rồi sẽ có lúc cô nhùng nhuyễn hơn về cách xưng hô, về cách mà cái như là đối nhân xử thế trong tòa, đúng không? Đây cũng là một trong những cái bài học để cô phải nhớ. Chứ cô không thể mà cô có những cái lời lẽ nó có vẻ là nó hơi xuyên tạc, đúng không ạ? Học nữa học mãi, cô chưa học được thì hôm đó là cô làm một trong những cái bài học của cô. Cô phải học nhiều hơn nữa để mà cô hiểu là cái ở trong lĩnh vực này mình xưng hô sao, trong lĩnh vực kia mình xưng hô sao, đúng không? Đó. Cho nên khuyên rằng một câu đó, nên học nữa học mãi để mà nghiên cứu, để mà tìm tòi xem thử là mình cái gì mình chưa biết trong lĩnh vực nào, thì cố gắng, vì biết đâu chừng sẽ có một ngày bản thân cô sẽ va chạm, sẽ vướng phải những cái vấn đề như thế, rồi để cô tiện bề, cô xưng hô, cô ứng xử, đúng không ạ? Đây là một trong những cái thì nó thật sự cũng là cầu may cho cô là nó không vướng phải thôi. Chứ tôi thấy rằng học những cái vấn đề ứng xử trước phiên tòa hay là ngoài xã hội hay trên không gian mạng, thì tôi nghĩ nó cũng là một trong những cái chúng ta cũng phải cần nên học. Ở trong đó có bản thân cô, đúng không ạ? Học nữa học mãi, cứ học đi, rồi sẽ có một thời điểm đó chúng ta sẽ áp dụng thôi. Và thưa quý vị, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì tôi cũng xin phép tất cả quý bà con cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả các bà con đã đồng hành cùng tôi, và đừng quên cho tôi xin một like, và bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh. Xin chân thành cảm ơn bà con. Xin kính chào và hẹn lại bà con vào với chương trình tiếp theo.